Zombie Apocalypse. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sài Gòn Vlog nha. Như các bạn biết đó thì ngày 28 tháng 8 vừa qua, cộng đồng Pi đã đón nhận hệ sinh thái của Pi Network. Được rồi, mình vào đây mình tìm cái danh mục quốc gia này, mình đang tạm đóng các bạn, đang tạm đóng ở đây chữ V các bạn. Các bạn tìm chữ V thấy Việt Nam này, Việt Nam này, Vinamer này. Đấy, đây là những sản phẩm đang bán tại Việt Nam này, cộng đồng Pi Việt Nam đang bán đấy các bạn. Nói chung là chưa có sản phẩm gì nổi bật hết, nhưng mà cảm ơn những nhà tiên phong đi trước. Đây là sản phẩm Việt Nam nha. Giờ chắc giao dịch được rồi, nhưng mà mình không cần thiết mua những cái này nên mình không giao dịch nha các bạn. Rồi, trang thứ hai mình muốn ghé thăm đó là cái trang đấy, nó có trang web tên là lgkm.net này. Trong trang này thì giá đồng thuận hơi cao các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cao, giá trong này cao. Đây có gối massage, cánh mát này. Khai các trên một khác có gì không? Cái này nó bán như máy tính đấy các bạn. Muốn mình vô có sản phẩm nào chưa? Chưa nha các bạn nha. Nó gọi là tương lai thôi, giờ chưa có. Điện thoại, nói chung là hệ sinh thái đang thử nghiệm các sản phẩm mà ít có giá trị trước. Nè, giày dép, giày 1,23 pi. Đây cái shop quần áo Apple, rất kỳ. Đây là cái trang bán điện thoại vậy. Các cửa hàng điện thoại, nhãn hiệu điện thoại, mình biết xem có ai bán chưa. Mình vào Oppo trước đi ha. Chưa các bạn, chưa có sản phẩm nào liên kệ hết. iPhone xem sao. iPhone cũng không có luôn các bạn nha. Nói chung là mới bắt đầu hệ sinh thái nên là bà con bán những sản phẩm ít giá trị. Nói chung là giờ thì hệ sinh thái có lẽ là chưa ổn định đâu, nên mình cứ từ từ ha, cứ giữ số Pi của mình đi, không giao dịch vội. Thôi giao dịch thì giao dịch trong nước thôi các bạn nha, lên Pi trang Pi trên mail, trang Pi trên mail có cái hệ sinh thái của Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình bán thì mình mua. Ở Việt Nam mình có cái trang này nữa bạn. Trang này của các anh em trong Việt Nam mình. Để coi, trong này có 80 shop này. Đấy, cái trang web này nó thống kê là có 80 shop hoạt động này, có 500 sản phẩm này và 4.000 pioneer. Mình vào sản phẩm mình xem coi có những gì nào. Đây, wow, đây là những sản phẩm đã bán tại Việt Nam trên trang web mà VNP Mall. Wow, iPhone 11 Pro bán 800 pi này các bạn, có cả 1000 pi luôn. iPhone 10s à,
750p. Rồi, cao lắm. Giá này những anh em quý bi không dại gì bỏ ra mà mua đâu nha. Tính đây đồng thuận dài giá rất cao các bạn. Cao. Đây coi, trò này nó có ô tô xe đạp gì đây. Bán mấy cái loại xe năng này nè bạn. Này sản phẩm luôn rẻ nha, 0,16p là cái cụm gì đấy, bánh xe năng này, 10p xe năng tay cao, này xe năng bằng tay các bạn, tính ra cái này mà giao dịch được mua này về cũng được nha, 10p xe năng mặt bàn 4,6p. Dạo quanh thị trường pi một hồi cũng vui. Mình xem còn cái gì khác. Còn cái nhiều quá rồi. Máy tính linh kiện này. Có sách này bán chưa? À, đây các bạn. Lenovo này 30p. 30,29p. Wow. Cũng có nhiều anh em lên đây nha. Nhưng cái này chắc chưa giao dịch được các bạn. Thì mình xem mình quất cái này coi. Nó rẻ gì vậy? Tình trạng còn hàng. Nói chung cái trang chủ trang web này khuyên mình chưa nên giao dịch vào giờ này nha các bạn nha. Nó đang hoàn thiện cứ từ từ. Rồi các bạn cứ vào tham khảo nha. Mình dạo vòng vậy thôi. Nên biết chưa mình chưa có ý định mua gì hết. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.